Alo, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà làm video Facebook nó video YouTube nó responsive, tức là nó hiển thị 100% trên các thiết bị, nó không bị vỡ hoặc là không bị show khi ở trên mở trên di động. Thì ở đây có một bài là mình đã sửa rồi, và một bài là của bạn ấy này chưa sửa. Một bạn em mình, bạn Hiền, bạn viết nhưng chưa sửa. Thì bây giờ làm như sau. Bạn vào phần HTML thì bạn nhìn cái phần nhúng này, thì nó có phần là health, có nghĩa là chiều cao, còn cái phần rộng này là 560. Như thế này trên di động nó sẽ bị vỡ, các bạn để nó là 100% đó. Còn cái chỗ này các bạn nên để 400 là kích thước cơ bản đối với màn hình desktop, mà trên di động nó cũng ok đó. Sau đó các bạn ấn update. Đây là nền làm đối với nền tảng Blogger, và trên trên WordPress thì nó tự responsive đó, thì nó ra đấy, nó là full, và ở trên di động nó cũng full như vậy, nó không bị vỡ nó đấy. Ở đây đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.